Gửi văn phòng luật sư Bill Williams, thành phố New York. Bill thân mến, vì một số lý do mà tôi sẽ không để cấp đến ở đây. Ông chỉ cần biết là tôi sử dụng cái tên Arlene Grant trong một số hoạt động nhất định. Rõ ràng là tất cả các cái tên Jessica Wilcox, Candy Jones và Arlene Grant đều là một người. Đó là tôi. Trong trường hợp tôi bị chết do tai nạn hoặc do một căn bệnh đột ngột và xảy ra bên ngoài thành phố New York hoặc Hoa Kỳ, đề nghị ông bằng mối cách kiểm tra chúc tử của tôi bao gồm cái ba cái tên ở trên mà tôi sử dụng trong công việc và cuộc sống cá nhân của tôi. Tôi không được quyền tích lỗi hoạt động ngoài nghe nghĩ mà tôi đang tâm gia. Tuy nhiên tôi bao đảm với ông rằng hoạt động này không hề phạm pháp, phi giáo đức hoặc phản quốc. Chân thành, Candy Jones.